Cái này yếu quá. Cái này cũng thế. Hình hộp lão su. Và đó là gì ạ? Định mệnh khổng lồ cơ à? Ngón. Định bốn khổng lồ luôn đấy. Nghe OP ấy. Là không chạy cao cường. Lấy 10 đồng bú. A phe thôi à? Ơ đang muốn đánh A phe đây nhưng mà xấu. Ai gọi A phe đấy? Có A phe đây. Lấy sen tanh tạm. Được. Thật ra các bạn mình có cọc khổng lồ rồi nên mình không cần sen lắm. Tấm cái khỏe mẹ kép phát end game luôn à. Ra chiêu vào con còn chấm máu là dở rồi. Hay mình sẽ thua đúng không? Đen à. Cái chiêu đấy mà không ra vào con chấm máu là xong rồi. Nếu mà lượt này mình thua xong mình đạp được xẻng này là cũng khá là ổn. Có thể. Nô nê huyết kiếm. Mình xong đấu. Nùi ở Kiana đánh lan từ hàng trước chết hàng sau luôn mà. Ảo thế. Senna 2 còn vô cực. Đồ này cũng đẹp phết đấy chứ. Còn một cái gậy, một cái cung. Sau đấy sắp phai nguyệt phần xong đồ tanh vào Shen. Thật ra nó thấy chúng nó hay lắp nỏ xét bài này mà. Tôi nghĩ là liên kết Yasuo su vẫn là đúng nhất à. Tại vì cái cọc cũng được hiệu ứng ấy. Leo, Shen, Caitlyn, nhà này có cao cường không ạ? Không. Đồ Syndra. Syndra khó các bạn ơi, phải có đồ tanh đã. Sau đấy mới nói đồ Syndra được. Mười định mệnh à? Định mệnh vẫn mạnh quá. Đây chả là trận 10 định mệnh thì là trận gì? Bàn tay Afe cũng thú tượng hả các bạn? Afe liếu còn bàn tay nó có ổn không? Tuy nhiên là nó không tệ đến thế đâu. Rất là ổn. Nghe thông số nói bàn tay tệ thế, lắp vào bàn tay là tăng tỷ lệ thua. Không không không, tôi hiểu tại sao bàn tay tỷ lệ thắng lại thấp rồi. Tại vì Afe thường về sau ấy, rồi Yasuo nó yếu nên là các bạn bỏ Yasuo thứ là các bạn hay liên kết con hay liên kết set với cả Thresh. Thành ra là nó có hút máu rồi, nó không cần bàn tay. Đúng rồi. Thế giờ mình lấy gì? Lấy Runan à? Là bàn tay nhiều lúc nước mắt bạn để lắp đồ Syndra nữa. Thế là thông số nó tệ là đúng rồi. Ui có một xiềng này, không đấy lần mình đó. Runan cũng là một lựa chọn. Runan Gen 2 ngon nhưng mà chắc là mình không lấy được. Ok, bùa xanh Kindred 2 đi. Afe 2. Thủy xuyên phá cho con Afe này cũng yếu. Có hả? Mà cần Thresh. Nhà này mạnh thế. À, Doric carry xong rồi lại có hai con Doric nữa thì chẳng mạnh.
Nhà song đấu này định chơi là Yone song đấu cộng Voli cộng Cheat lên 3 con 3 tiền 3 sao. Chất nhờ. Tham vọng đấy. Không mà thế thì tốt cho mình, ông ấy càng cầm 3 hiệu 3 tiền 3 sao thì càng tốt thôi. Toro Nafe với Thread càng dễ mà. Nói cho lên cái định mạnh ngay. À, Feruna nó vậy. À, như thế thì mình có cái bàn tay vào set hoặc là lấy đồ tăng để chuyển chuộc tội cộng với cái trái tim kiên định. Thế tôi cháu thuộc tên cái trái tim kiên định nhá. Đang vẫn ổn nữa nhá. Ua hả? Cái này không mạnh này. Mình siêu giác cũng không cần bản thân rồi. Bài xếp bản thân có vấn đề gì không? Mà bài này xếp bản thân thì về sau nó bị thọt con set à? Không thôi lấy đồng lòng cũng được cho đỡ thọt set à? Mặc dù không biết bao giờ mình mới có set à? Mình có thể chạy kiểu Udia cộng với cả On không? Udia vào đây xong thêm On ở cấp sau không? Định mệnh cộng với cả 4 khổng lồ à? Cái Dread khó chịu nhỉ? À không? Ui thua kìa, một xíu à? Ờ, một trang bị thành phần cho 3 bản sao của nó à? Đèn đây nhờ. Có nên chọn găng không? Không có đai, đúng thì tôi sẽ chọn đai. Nó kia là nhiều phép không? Doric là phép, thằng này là vật, thằng này là phép vật, nửa này nửa kia vật. Cảm giác găng nó cũng không thực sự là tanh ấy bạn. Tôi đang nghĩ là hai áo trong bạc, là áo trong bạc. Nếu tôi thực sự cần đồ Thread ấy. Lấy thêm một cái giáp nữa thôi. Là Thread 3 đồ luôn. Hoặc là hoặc là không thì tùy. Lắp giáp lửa cho Thread thì lấy thêm một cái đồ gì đấy. Thì có găng đạo tặc nữa hoặc là bàn tay hoặc là găng bảo thạch. Syntra. Không có cung lắm giáp đi. Mình có nên giữ hai U Linh không? Hay thay bằng Ash luôn. Gì đây, Yorick bà. Hôm nay đánh mấy khổng lồ ấy. 4, 3, 2, 2, 2. À, trầu thế. Lắp bóng rồng để khắc chế nhà này đây. Nhưng mà khắc chế được hay không thì không biết. Cầu điên. Yone 2. Sao lại lên con này 3 sao, hai con này 3 sao để làm gì, phí tiền nhiều quá. Kiểu các bạn phải hạn chế đánh tướng 3 sao mà nó không có đồ ấy. Sao tranh này không, mình vẫn thua. Yone 2 chém chết Afe. Đây, lên nhiều này là thua này. Là đánh Syndra. Set có luôn. Bài đẹp thế nhở? Level 7 bài đẹp ma đẹp quỷ luôn. Chỉ thiếu một ấn nữa thôi là game này nó kết thúc luôn.
mệnh chưa đủ ấy chứ. Muốn 10 định mệnh thì các bạn vẫn cần một ấn nữa. Mình mới 7 cộng 2. 10 định mệnh cần một ấn nữa cơ. Đây cũng cứng đấy nhưng mà khó. 3 ấn level 9. Tại vì tôi có cọc nhưng 3 ấn level 9 là đủ. Không phải lên Alpha 3 Thread 3 để sinh tồn đã, xong rồi nói chuyện sau. Không có diệt à? Vấn đề không phải là diệt, vấn đề là chưa có 3 sao đâu các bạn. Thật ra thích thì mình có thể lên Amumu 3 cũng được mà. Thằng kia sắp chết rồi, phải roll nhanh. Nó chết nó nhả lại một độc tướng 3 tiền và bể tướng là mệt lắm các bạn. Xong. Thằng này mà chết nó nhả lại Volibear 3 rồi là Yone 3 là thôi là tôi cút luôn, nên là tôi phải tìm mọi cách lên bài trước khi ấy đã, trước khi nó chết. Bài thằng này yếu mà, chết là rõ thôi. Ai là cầu nguyện đi các bạn, tôi vẫn sẽ giữ Yasuo với Kindred và chúng ta cầu nguyện. Ok, bài giờ mạnh rồi. Ê, đồ Afe đẹp, đồ Thread ổn áp. Thread 3, Afe 3, 7 định mệnh level 7, có set luôn. Còn gì để nối tiếp với bài này nữa, trừ một cái định mệnh ra. Hai vòng, sẽ có hai vòng nhặt nào. Nào, vòng thứ nhất. Ui, có ấn nhưng mà không phải là định mệnh, ấn ghép được luôn nhưng không phải là định mệnh. Shit. Set thôi. Đúng được. Cái này vào đây. Cái nhà này trâu thế. Đội Thread của tôi đang hơi ít giáp ấy. Nhìn hai con đấu sĩ nó trông ghê vậy, người level 9 à. Nhà mạnh này. Mình có hút máu cho Afe, hút máu cho Syndra ổn không? Rồi. Vừa sức. Không nối Thread với Set à? Ok à? Nó bị lag à? Nãy tôi nối hai con này mà. Hay tôi nối nhầm nhỉ? Tôi khá chắc là nãy tôi nối hai con này mà nhỉ? Ok, nối nhầm nãy giờ. Bảo sao tôi cảm giác đội hình mình nó cứ thiếu trâu ấy. Cả đội cộng sát thương vật lý của Afe có làm gì đâu. Mặc dù đúng là 75% thật nhưng mà nó vô dụng mà. Tối như này cảm giác team mình trâu hẳn này. Nối nhầm nhưng mà Thread 3 với cả Afe 3 nó vẫn quá tín nữa. Ồ, mấy cái con Senna 3 này tuổi gì? Chéo. Châu giữ à? Châu mà các bạn 194 giáp, 239 kháng phép thì châu cả con Afe cũng thế, cũng trăm giáp mà. Thì định mệnh này là đánh bằng châu bò. Cái đồ gì nó cũng xấu đấy các bạn. Vào phát ôm luôn à. Nào cũng đánh cái xa vậy. Ôm. Bài cái xa có vẻ rất khó ăn bài mình nhá. Tại vì 4 xạ thuật sư là bắn đáp lan ấy. Đáp lan mà team mình hút máu thì nó ăn kiểu gì. Tiếp giao tranh lâu vãi chùa. Mà nói thế xong mình thua. Uầy. Áp đảo là à, xin lỗi. Nó không phải bài cái xa thường. Nếu các bạn nhìn để ý kỹ thì sẽ thấy một cái thứ gì đó rất rõ ràng mà. Ấn thần tài lù lù đấy thì ăn kiểu gì ạ? Ấn thần tài nhìn một đống đồ này. So với mình ít đồ hơn hẳn mà. Tất cả lúc ấy mình chưa tiêu tiền. Tôi vẫn còn 3 nâng cấp này nữa mà. Set 2 là mình mạnh. Đây là người thật không phải bóng đâu đúng không? Gặp móng rồng Janna làm sao đỡ. Móng rồng khắc chế nhà Janna cộng với nhà Yorick mà. Chả lẽ tôi lại bán hai con này đi, từ bỏ giấc mơ định mệnh à. Đã cũng phải để 5 tiền ở trên kệ, mất cơ số tiền lãi để hy vọng. Và một cái tương lai là 10 định mệnh đây. 10 định mệnh level 9. Có thể hay không thể chỉ là một chiếc ấn thôi, chúng ta chỉ cách 10 định mệnh một ấn duy nhất.
Cái bài đố đấy để làm được cái gì chứ? Có thể bạn mạnh đoạn đầu về sau bạn kiểu không bao giờ với được đến hàng sau của đối phương thì làm gì? Gặp một cái móng rồng úp. Định mệnh. What? What? Ông kia nhầm à? Ông kia không nhận ra à? Định mệnh set. Tôi lật lá bài cuối cùng của mình lên. Set định mệnh. Boom. Win game. Điện điện tốt đấy à. 10 định mệnh. Tất cả các tướng định mệnh nhận được 300% của mọi hiệu ứng định mệnh. Và bạn nhìn nó boom một phát này cả lớp giáp. Đấy. The Red 224 giáp. 188 khám phép. Con Set này 283 đam vật lý. Con Afe 317 đam vật lý. Rồi xong. Chú. Nguyên xả chết luôn. Ông này không nhặt phát ấn đấy phát top 3 luôn. Ảo thật.